Xin chào tất cả anh chị và các bạn, hôm nay Đại Lý Bộ Kiện gửi đến anh chị và các bạn một sản phẩm, đó chính là bộ mực in màu cho máy in full HP. Bộ này gồm hai sản phẩm, đó là một đen và một màu HP 61, sử dụng cho các bạn dòng máy in từ 1000, 1010, 1050, 1510, 2000, 2050 cho đến rất nhiều các dòng máy in XZ và NV, máy in office của HP, hàng chính hãng, xuất xứ là Malaysia. Nhà phân phối là Sinlex FPT. Để có cho chất lượng các dòng máy in được ổn định và không lo hư hỏng đầu phun cũng như tràn mực, anh chị nên sử dụng các dòng sản phẩm chính hãng của HP. Đây là chọn bộ sản phẩm, có mã là HP 61. Chi tiết cũng như giá thành anh chị xem tại bên dưới link miêu tả. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.